tỉnh Bình Thuận đề nghị chủ đầu tư cao tốc Phan Thiết Dầu Dây chỉ đạo các đơn vị tư vấn thiết kế khảo sát địa hình, thủy văn để có giải pháp thiết kế phù hợp trong thời gian sớm nhất, không để tái diễn tình trạng ngập. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Thuận kiến nghị Ban quản lý dự án Thăng Long chủ đầu tư cao tốc Phan Thiết Dầu Dây cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để kịp thời điều tiết và hướng dẫn các phương tiện lưu thông an toàn khi có hiện tượng ngập trở lại tại đây. Đồng thời, chủ đầu tư dự án cần phối hợp với các sở ngành chuyên môn của địa phương tổ chức khảo sát dọc theo sông Phan để xác định các vị trí dòng chảy bị thu hẹp nếu có, đề xuất phương án xử lý khơi thông, đảm bảo khả năng thông thoát nước khi có mưa lũ xảy ra. Kết quả khảo sát, phương án xử lý gửi Sở Giao thông Vận tải trước ngày 15 tháng 8. Địa phương đề nghị chủ đầu tư chỉ đạo các đơn vị tư vấn thiết kế khảo sát địa hình, thủy văn để có giải pháp thiết kế phù hợp trong thời gian sớm nhất, không để xảy ra tình trạng ngập nước trong thời gian tới. Trong đó, chủ đầu tư phải nâng cao đường gom dân sinh bên phải tuyến để việc đi lại của người dân không bị gián đoạn. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Thuận sẽ tiếp tục theo dõi, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến khi có mưa lũ xảy ra.